Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 13 ngày 9 tháng 12 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục dành những lời gan ruột để nói với các đồng chí của mình về lý do phải thường xuyên xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trước hàng trăm ngàn đảng viên thông qua 13.000 điểm cầu, phát biểu của người đứng đầu Đảng không chỉ mang tính chỉ đạo mà còn là những lời tự sự chăn trở về sự trường tồn bền vững của Đảng một đảng có bề dày hơn 90 năm đồng hành và lãnh đạo đất nước đi qua rất nhiều thử thách gian nan. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cho rằng dù nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tiến hành thường xuyên liên tục trong nhiều năm qua, hầu như không có đại hội nào và không mấy hội nghị trung ương không đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Song ông cũng rất buồn khi phải nói ra một thực tế rằng một bộ phận cán bộ đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm thiếu gương mẫu pha nhạt lý tưởng giảm sút ý chí chiến đấu đặc biệt là xa vào chủ nghĩa cá nhân nói không đi đôi với làm vi phạm kỷ luật đảng vi phạm pháp luật của nhà nước mặc dù có những quy định trên như biệt dược để đặc trị những các loại bệnh phát sinh trong cơ thể đảng song tổng bí thư cho rằng quan trọng nhất và là khâu thực hiện mỗi đảng viên phải tự soi tự sửa tự gột rửa mình Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phán hoặc chờ xem, coi như mình vô can. Việc xử lý kỷ luật hàng ngàn hàng vạn đảng viên thời gian qua, nhất là những đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo, đã thể hiện quyết tâm rất lớn của đảng, khó mấy cũng làm. Ai không tự soi, tự sửa, tự gột rửa thì sẽ bị loại ra khỏi đội ngũ, cái giá phải trả là rất đắt. Phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng trình đốn đảng, Ngày 9 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý ca cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu tự giác, căn cứ vào nghị quyết kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Hội nghị cán bộ toàn quốc lần này của Đảng diễn ra trong lúc cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực diễn ra ngày một quyết liệt, không có vùng cấm, đó là cuộc chiến đấu cam go, loại bỏ những gì hụt bại để xây dựng đảng vững mạnh. Đó cũng là cuộc chiến đấu không khoan nhượng, không né tránh, không ngừng nghỉ, được toàn thể xã hội hưởng ứng với nhiều kỳ vọng lớn lao. Trong rất nhiều bài phát biểu, bài viết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh đến công tác cán bộ khi xác định là then chốt của then chốt. Trở lại với thực tế hiện nay trong cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh COVID-19 cam go, nhiệm vụ phục hội phát triển kinh tế xã hội rất nặng nề. Bằng chứng là nhiều vụ án lớn với sự đồng mưu hoặc chủ mưu phạm tội của không ít người, nguyên là cán bộ lãnh đạo vẫn được đưa ra xét xử. Điều đó càng cho thấy quyết tâm của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, lần này càng khẳng định quyết tâm to lớn ấy mà Đảng mà cũng chính là quyết tâm kỳ vọng của đất nước của nhân dân. Sau 2 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ, cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát dịch COVID-19. Qua đó, từng bước khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Do thực hiện thích ứng linh hoạt cho nên số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, đặt ra yêu cầu bám sát tình hình thực tế, triển khai các biện pháp ứng phó linh hoạt phù hợp đối với các địa phương. Nhờ những kết quả tích cực trong kiểm soát dịch COVID-19 mà thị trường lao động xuất khẩu thu hút đầu tư, từng bước được phục hồi, các địa phương và bộ ngành nghiêm túc tổ chức triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của chính phủ. Đáng chú ý hơn, nghị quyết đã tạo được khung pháp lý vững chắc giúp các địa phương ban hành và thực hiện các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn. Mặc dù dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nhưng số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, do dịch đã lưu hành trong cộng đồng có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là tại các địa bàn dân cư đông, giao thương đi lại lớn hơn lúc nào hết nguyên tắc phòng chống dịch 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân cần được thực hiện đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh các giải pháp của cơ quan chuyên môn, rất cần những sự chung sức đồng lòng của người dân. Mỗi người dân nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch là bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, trong các chính sách giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trước tác động của dịch COVID-19, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất Tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng đánh giá rất tích cực. Ngay từ đầu năm 2021, nhận định doanh nghiệp và người dân tiếp tục chịu những khó khăn bởi dịch bệnh, Bộ Tài chính đã trình các cấp thẩm quyền ban hành nhiều giải pháp, trong đó có các giải pháp hỗ trợ về thuế phí, lệ phí và tiền thuê đất với giá trị ước tính 108.000 tỷ đồng. Trong đó số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng. Trước một số kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị chính phủ cơ quan chức năng sớm có thêm các gói hỗ trợ để bao phủ rộng hơn các đối tượng được hỗ trợ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực vượt khó khăn do đại dịch gây ra. Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết thêm, hiện chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành phối hợp với các ủy ban quốc hội trình quốc hội gói hỗ trợ về kinh tế, trong đó có gói tài khóa và tiền tệ. Sau khi có chủ trương và được giao nhiệm vụ, Bộ Tài chính sẽ khẩn trương nghiên cứu trình các chính sách hỗ trợ, trong đó có các chính sách về thuế. Có lẽ cho đến giờ này Việt Nam là quốc gia cuối cùng còn đóng cửa với các chuyến bay thương mại quốc tế. Sự dè dặt thận trọng là cần thiết, song thận trọng quá đang khiến chúng ta mất nhiều cơ hội phục hồi kinh tế, đặc biệt là du lịch. Có lẽ cho đến giờ này Việt Nam là quốc gia cuối cùng còn đóng cửa với các chuyến bay thương mại quốc tế. Sự dè dặt thận trọng là cần thiết, song thận trọng quá đang khiến chúng ta mất nhiều cơ hội phục hồi kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Sức ép mất thị trường du lịch quốc tế năm 2022 đặt chúng ta vào thế phải đưa ra những quyết định dứt khoát, dũng cảm và khoa học. Trong giai đoạn thử nghiệm cho khách du lịch nhập cảnh vừa qua, chúng ta đã đón 1.179 du khách và chưa phát hiện bất kỳ một trường hợp nào dương tính. Đã có người bình luận rằng Việt Nam đang xếp hạng 35 trên 233 về số lượng ca nhiễm, du khách không sợ thì thôi. Vì sao Việt Nam lại sợ du khách mang virus tới? Thị trường hấp dẫn bên cạnh việc mở cửa cho các chuyến bay thương mại, thông thường cần phải là một vùng xanh an toàn cho du khách. Vùng xanh đó tuyệt nhiên không phải là một địa phương hoàn toàn không có COVID-19, mà là nơi phần lớn người dân được tiêm đủ vaccine, có cuộc sống bình thường, với dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí, chăm sóc con người phù hợp và hệ thống y tế đủ linh hoạt để xử lý các tình huống xảy ra. Khách du lịch sẽ chỉ quan tâm đến điểm đến nào có chính sách cởi mở, ít hạn chế, sự tự do đi lại và thiết kế trải nghiệm riêng. Du lịch phục hồi sẽ kéo theo hàng loạt lĩnh vực khác trở lại bình thường và tăng tốc. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Sự thận trọng quá mức sẽ làm lỡ cơ hội của chúng ta. Tại kỳ họp thứ nhất, phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tiễn phòng chống dịch 2 năm vừa qua, đồng thời ra soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ nhận thấy mặc dù nghị quyết số 30, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những vướng mắc bất cập do quy định tại các luật hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu đặc biệt đặc thù, chưa có tiền lệ của công tác phòng chống dịch. Đây là vấn đề quan trọng và cấp bách nhưng cũng chưa có tiền lệ, vì thế cần được xem xét một cách hết sức kỹ lưỡng thận trọng, trên tinh thần đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn nhưng cũng phải đảm bảo đúng và hiệu quả. Một trong những quy định mà chính phủ đề nghị đó là người bị nhiễm COVID-19 trong quá trình tham gia phòng chống dịch hoặc phải cách ly sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, trong đó quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại. Quy định này là hợp lý bởi lẽ thời gian vừa qua nhiều trường hợp người tham gia phòng chống dịch nên bị nhiễm COVID-19 và phải điều trị. Trong thời gian điều trị này sẽ được coi là người bệnh, nhưng trên thực tế rất nhiều trường hợp nếu còn đủ sức khỏe thì họ vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động chăm sóc điều trị cho những người bệnh nhân khác tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Vì vậy cần có quy định về chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch. Cần bảo đảm tốt nhất chế độ chính sách để bù đắp phần nào những đóng góp hy sinh của các chiến sĩ cán bộ y tế và các lực lượng khác nhất là những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến hoàn thiện đề án nâng cao năng lực về sáng tác và lý luận phê bình văn học giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, trong từng năm sẽ tổ chức nhiều hội thảo, trại viết, lớp bồi dưỡng, đặt hàng sáng tác. Nhiều người, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học đều rất vui, mong chờ đề án sớm hoàn thiện, được phê duyệt và triển khai để thúc đẩy văn học Việt Nam phát triển muốn chọn đúng thì chính những người có trách nhiệm thẩm định xét chọn phải dĩ công vi thượng như lời bác hồ căn dặn tình trạng cánh hậu trong kết nạp hội viên trao giải thưởng văn chương là có thật đã làm tổn hại uy tín cho các tổ chức văn chương nếu không thực tâm đặt chất lượng tác phẩm văn học lên trước hết và trên hết e rằng dù có cấp nhiều kinh phí có tổ chức nhiều hình thức hoạt động hỗ trợ cũng sẽ khó có tác phẩm văn học giá trị ra đời bởi nếu công chúng mất dần thói quen đọc không được tiếp cận các tác phẩm giá trị từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì khả năng tiếp nhận hưởng ứng văn học nghệ thuật cũng sẽ kém đi phát triển văn học thế nào còn phải thúc đẩy văn hóa đọc đổi mới dạy và học văn trường quảng bá tác phẩm sử dụng tác phẩm văn học là chất liệu cho điện ảnh nghệ thuật biểu diễn một khi văn học được coi trọng phát huy giá trị vốn có trong đời sống văn hóa các nhà văn sẽ có thêm cảm hứng sáng tạo mà không còn quá quan tâm đến các hình thức hoạt động hỗ trợ những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại